Sau một thời gian ở mức thấp, hiện giá xoài Đài Loan tại nhiều địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng khoảng 4.000 đến 6.000 đồng một ký so với cách này khoảng một tháng. Xoài Đài Loan da xanh hàng loại 1 đạt chuẩn xuất khẩu, được nông dân bán cho thương lái và các dựa với giá 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Xoài loại 2 giá 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Giá xoài khởi sắc nhờ được tiểu thương và doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu, mà khác do nguồn cung giảm khi nhiều vườn xoài đã hết lứa thu hoạch.